chưa bao giờ có văn bản đòi tiền và cũng chưa thu của Đại học Tôn Đức Thắng một đồng nào. Đây là khẳng định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với báo chí về việc Trường Đại học Tôn Đức Thắng tố Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cơ quan chủ quản, buộc nhà trường phải trích nộp 30% kết quả tài chính sau thuế để xây dựng thiết chế công đoàn. Tại cuộc trao đổi với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định đúng là có văn bản nhắc đến việc Trường Đại học Tôn Đức Thắng trích 30% chênh lệch thu chi từ hoạt động sự nghiệp của nhà trường, nhưng đều ở dạng kiến nghị. Cụ thể, năm 2017, đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn kiến nghị trường thực hiện nghĩa vụ như các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc. Tuy nhiên điều này chưa được Thường trực và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê chuẩn triển khai. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, mà cụ thể là cơ sở giáo dục đại học công lập đang thực hiện tự chủ, đang thí điểm tự chủ, do vậy nên không phải nộp về Tổng Liên đoàn, nên Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cũng quyết định là không thu cái nghĩa vụ này của Trường Tôn Đức Thắng như các đơn vị khác. Cho đến nay Tổng Liên đoàn không có một công văn cá biệt nào để yêu cầu trường phải nộp tiền. Cũng tại cuộc trao đổi, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng trong suốt thời gian qua, Tổng Liên đoàn luôn tạo điều kiện để nhà trường phát triển trên cơ sở tôn trọng, không can thiệp những công việc thuộc thẩm quyền của trường. Từ năm 2008 đến nay, đơn vị này tiếp tục tạo điều kiện cho trường một số cơ sở nhà đất và tài sản trên đất, các khoản cấp cho vay. Tài sản đấy ban đầu đấy là gì? Gom góp từ ban đầu, từ những cái đồng tiền đầu tiên của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, nửa tỷ đồng đầu tiên từ năm 1997, không có chuyện Tổng Liên đoàn cấp hàng ngàn tỷ đồng, thì đúng là Tổng Liên đoàn không cấp không hàng ngàn tỷ đồng, mà đây là gồm các hình thức khác nhau, gồm cấp, cho vay, giao quản lý sử dụng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đất. Cho nên con số 1.000 tỷ đồng là con số hoàn toàn là sự thật, và thậm chí còn có thể là hơn con số đấy. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc cơ quan này có công văn xin ý kiến Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng là hết sức bình thường, bởi luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và có những nội dung liên quan đến tổ chức nhân sự. Thêm vào đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được phản ánh việc công nhận chức danh giáo sư của hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng là không hợp lệ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tôn trọng và bảo vệ đến cùng hiệu trưởng Lê Vinh Danh nếu học hàm đó là hợp pháp. Mới đây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có ý kiến phản hồi về thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phản đối việc Tổng Liên đoàn đưa thông tin lãnh đạo nhà trường chống lệnh cơ quan cấp trên. Còn riêng về chức danh giáo sư của hiệu trưởng Lê Vinh Danh, nhà trường tin tưởng rằng các căn cứ bổ nhiệm và thời điểm bổ nhiệm là đầy đủ và hợp pháp. Thông tin số tiền tài sản mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ Trường Đại học Tôn Đức Thắng hàng nghìn tỷ đồng cũng là không chính xác.